này, tên tuổi nhà vườn của anh được không ạ? Tôi xin giới thiệu, tôi là nhà vườn cây cảnh Ngọc Quan Văn Gia. Tôi thì giá cả tôi chẳng biết, tôi chỉ biết là 60 triệu. Còn khởi đồng cho nó kỳ thế. Cảm ơn nhà vườn anh Thân ở Văn Giang. Cảm ơn anh rất nhiều. Giá khởi điểm lần đầu tiên đã được tăng. Đó là 60 triệu cho tác phẩm Song Thu Đằng Vân. Một cánh tay nữa rồi, rất rất nhiều những cánh tay. Em mời anh nhé. Rồi, một người có mái tóc hoa dâm. Anh có thể đến tại chỗ không? Không phải là gà. Anh có thể giới thiệu về tên và nhà vườn của mình được không? Vâng, em ở đến từ Thái Bình. Nhà vườn em là nhà vườn Phạm Mạo Thiên. Em đưa ra giá 70 triệu. 70 triệu đồng cho tác phẩm Song Thu Đằng Vân lần thứ hai. Ok, còn cánh tay nào không nhỉ? Rồi, tất cả những nhà hảo tâm, lá lành, đùm lá rách, sự chia sẻ rất chi là ngọt ngào đối với tác phẩm Song Thu Đằng Vân này. Rồi, một bạn áo vàng, màu sắc của sự phát triển thế này đấy. Em có thể giới thiệu tên em và nhà vườn của em? Em tự giới thiệu, em là Nhật, em nhà vườn Đức Nhật ở sinh vật cảnh Long Biên luôn ạ. À, em trả cái này 80 triệu. 80 triệu à? Vỗ tay thật lớn cho nhà vườn thuộc sinh vật cảnh Long Biên. Nhà vườn, bạn có thể giới thiệu lại tên là gì? Em tên là Nhật ạ. Cho bạn, tất cả các anh em để động viên và cổ vũ những nhà hảo tâm thì xin mời toàn thể thính phòng cho nhà vườn Nhật một tràng pháo tay thật lớn. Cảm ơn tất cả mọi người. Dạ vâng ạ. Rồi. Và có lẽ là với một cái cây chi như thế này thì chắc chắn là có ý nghĩa rồi. Tôi cũng tin rằng là ai mà sở hữu cái tác phẩm này không chỉ dừng lại ở việc là sở hữu tác phẩm này cho riêng mình hay cho nhà vườn của mình, mà cùng với đó là chúng ta còn chung tay góp sức cùng với Triệu Điền có thể là mang đến gọi là một cái mái trường nào đó cho các em nhỏ, trẻ em ở vùng cao, đúng không ạ? Đó chính là một trong những hoạt động thường niên mà Triệu Điền vẫn thường xuyên làm. Và cùng với đó thì chúng ta còn có thể chung tay góp, nếu được thì có thể là nâng mức đấu giá cao hơn một chút nữa, đúng không ạ? Để có thật nhiều những ngôi trường, có thật nhiều những bàn ghế, có thật nhiều những chiếc bàn, những cặp sách dành cho các em nhỏ ở trên vùng cao ạ. Rồi, cảm ơn bạn MC rất chi là trẻ trung. Thực ra là Vũ Lành đứng ở đây cũng là lần đầu tiên bên những người đẹp làm MC, cho nên là rất run. Bạn cứ yên tâm là mức giá đến lúc này là 80 triệu. Sau khi gã đầu bạc thổi hồn vào một chút nữa thôi nha, giá trị chắc chắn là sẽ lên cao. Đó, cảm ơn sơ tin vậy ạ. Việc thứ nhất, chia sẻ với anh em với một cái tư duy và trí tuệ của các bậc tiền nhân, đó là các cụ của chúng ta năm xưa. Chơi cây ấy, nó không chỉ đơn giản chỉ làm đẹp những cái cảnh quan môi trường ở trong một ngôi biệt thự hay là một cái khu vườn nhỏ đâu. Giá trị của tác phẩm đó chính là tính nhân văn. Mình nhắc lại nhé, cái thông điệp sống này là các cụ muốn gửi gắm qua một tác phẩm mà các cụ muốn nói với con cháu và các cái thế hệ mai sau, là mong muốn cũng như là điều ước của chủ nhân là cái gì. Thế thì chưa có một ai ngoài thần thánh Phật Pháp, đúng không các bạn, cưỡi mây đi chơi khắp thế gian này, nhưng cái giá trị cuối cùng đó chính là điều mong ước. Điều mong ước của chúng ta trong cuộc sống thì đó là một điều ước thôi, có thể nó sẽ xảy ra. Bạn có thể giới thiệu kỹ về bạn một chút? Em là Tỉnh. Cái này thì mình cũng biết là 90 triệu được cả nhà. Dạ vâng ạ. 4 cái loại cây mà được đánh giá cao nhất ở Việt Nam trong mỗi một câu chuyện không? Các bạn có biết nhưng không hiểu được sâu xa, có thể là như vậy thôi nhá. Cổ kỳ mỹ văn thì đương nhiên nó nói lên giá trị của một tác phẩm hoàn thiện. Nhưng mà xanh, si, đa, đề, đó là một trong 4 cái loại cây thuộc hàng tâm linh. Trồng ở trong chùa mới là tâm linh nhá, không phải là trồng ở miếu mạo mới là tâm linh. Mà tâm linh ở đây nó có một cái rất chi là ảo diệu. Đó là nếu như sở hữu được một trong những tác phẩm mà nó thỏa chí đam mê của mình thì nó làm cho con người ta sảng khoái. Mỗi một lần mà sau trải qua những công việc vất vả, gần như ngắm tác phẩm mà mình yêu thích, gọi là xả chết đấy anh em. Mình tiếng Anh thì không giỏi đâu. Đấy, thế nhưng mà đấy cũng là một cái giá trị đầu tiên. Cái giá trị thứ hai, tại sao nó lại có cái tên là si búp hồng? Lộc lá sẽ đến đầy nhà. Đấy, mà màu đỏ thì ai cũng thích cả, đúng không? Nói như vậy thì anh em trong làng cây lá lành, đùm lá rách,
giá trị của tác phẩm nó rất nhiều những ý nghĩa. Rồi còn cánh tay nào hay không thì mời MC gọi hộ cái. Dạ vâng ạ, Phạm Tỉnh là phó chủ đời vẫn còn đang bất hạnh khó khăn. Và bây giờ đây chúng tôi xin phép được nhắc lại một lần nữa. Hiện tại thì tác phẩm của chúng ta đang dừng lại ở con số là 90 triệu lần 1 ạ. Không biết là có mạnh thường quân nào sẵn sàng hữu duyên sở hữu tác phẩm này và trả một mức giá cao hơn không ạ? Và chắc chắn rằng có một lời chúc cho chủ nhân được sở hữu tác phẩm này và thông điệp ủng hộ bà con lũ lụt chắc chắn sẽ đi vào huyền thoại. Đó là gì? Bản chất của lá lành đùm lá rách. Lá rách to thì đùm lá rách bé. Tác phẩm này xin được thông báo lần thứ hai có giá là 90 triệu đồng. Còn cánh tay nào nữa không nhỉ anh em? Đâu đâu? Rồi anh em ngồi, anh em nhìn hết lên trên này nhưng mà cánh tay thì hơi ít. Ok, gõ cổng nhá, kiểu như nước ngoài gõ cổng. Pầm một cái, chốt 90 triệu. Cho coi như là một bạn rất chi là trẻ. Chắc chắn tương lai bạn sẽ đạt được như là ý nghĩa của tác phẩm này. Dạ vâng ạ, xin được chúc mừng anh Phạm Tỉnh ạ. Và xin mời anh có thể lên sân khấu này và đứng cạnh tác phẩm của mình cũng như là chia sẻ đôi điều trước tất cả quý vị đại biểu, vị khách quý đang có mặt tại đây ngày hôm nay ạ. Trước tiên xin chia sẻ thì để cho Tỉnh mời thêm một cổ đông của An Viên lên cùng. Dạ vâng ạ. Người em ngày hôm nay thì cho Tỉnh thay phép tập đoàn Triệu Điền gửi một lời cảm ơn rất là sâu sắc tới ban lãnh đạo cũng như là các nhà vườn và các chủ doanh nghiệp đã có mặt tại đây. Thế thì như anh Gã Đồ Bạc đã chia sẻ thì với tâm trí của An Viên là muốn cho đi thì cũng muốn góp một chút rất là nhỏ cho cái việc mà cơn bão Yagi vừa rồi đã đi qua đất nước Việt Nam chúng ta. Thế thì rất là cảm ơn anh đã chia sẻ với tác phẩm. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Mình rất là vui. Cây chi này là cách đây hơn một tháng mua của anh Hùng Hùng Cắt đó. Anh Hùng Cắt đó. Gần 50 triệu hay là bao nhiêu em đồng nhỉ? Mình mua của anh Hùng là gần 50 triệu. Thì hôm nay nó thành 90 triệu. Thì đấy là một cái niềm hạnh phúc nhất đối với mình. Thứ nhất, thứ hai là thật ra từ trước đến giờ thì mình đi làm từ thiện thôi. Mình cũng chưa bao giờ tổ chức một cái chương trình mà mọi người góp vào từ thiện để đi làm việc chung như này. Vậy liên quan đến tiền bạc thì mình rất là ngại. Nhưng là vì giữa cái việc là bà con đang lũ lụt như vậy, mình không thể vui mà không nhớ về họ được. Nên cũng xin mạn phép mọi người là của ít lòng nhiều, Triệu Điền góp một cái cây si vào làm từ thiện. Thì ngoài cái việc An Viên góp vào thì cái cây si này mua bao nhiêu thì mình sẽ góp bao nhiêu tiền làm từ thiện. Xin cảm ơn rất là nhiều. Xin cảm ơn Chủ tịch của tập đoàn Triệu Điền. Với tinh thần lá lành đùm lá rách, với một cái cuộc vui như thế này thì mình cũng đã không bỏ qua những cái câu chuyện của đồng bào hiện nay. Thay mặt cho tất cả các anh em và các quan khách đang có mặt ở trong hội trường ngày hôm nay, cảm ơn tập đoàn Triệu Điền rất nhiều. Thế thì mình cũng xin phép thì cái quỹ từ thiện này sẽ góp 100% vào Ủy ban Mặt trận quận Long Biên. Thế sau khi mà tất cả mọi người tổng hợp lại, MC công khai cái số tiền mà ở trong hòm này, công khai cái số tiền để chúng ta sau cái này thì chúng ta sẽ làm việc với Ủy ban quận và Mặt trận Tổ quốc sẽ góp vào mặt trận. Sau cái buổi ngày lâu tổng kết sẽ thông báo số tiền trên tổng thể luôn nhé. Không để chậm hơn nhé. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Tất cả mọi người. Xin được cảm ơn nghệ nhân Vũ Lành, xin được cảm ơn đại diện đến từ Triệu Điền và xin được cảm ơn đại diện đến từ An Viên. Xin được chúc mừng anh Phạm Tỉnh một lần nữa vì đã sở hữu cho mình một tác phẩm phải nói là rất là tuyệt vời và vô cùng ý nghĩa trong ngày hôm nay.